kìa. Đó được chưa? Dạ không, vô hai đứa bay lên đóng hài nè. Đi bước lên đây đóng hài nha. Quý vị ơi, nhớ đừng có về sớm nha. Và tiết mục cuối cùng của hai người đẹp áo đỏ, áo hồng và áo vàng rất là vui nha quý vị. Vui cười tét rúng luôn đó. Nhớ đừng ngỏ lại ngồi để mà xem hết cuối chương trình nha. Vậy đó, rồi quý vị, mình ngay từ bây giờ của chú anh chị mình, ai chưa có lá bé trên tay ủng hộ giùm hai người đẹp đi giùm em đi quý vị ơi, để không thôi tối nay nó bị trừ lương đó quý vị. Yeah, see, see. Rồi bán vé rồi xào quần, xào quần vậy đó, rồi bán ai mua, hai đứa bay bán vé hay cãi lộn liền cái máy quay qua chỗ hai đứa đó liền. Alex ơi, trời rồi luôn rồi, rồi 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 thôi, nó quậy dơ luôn rồi, xỏ đi, quậy dơ rồi, hết hết đường, hết chết phải. Hey, xuống gì đây, xuống gì đây, xuống gì đây, mời quý có chiếc trong này trở lại đây, trở lại đây nghe yêu số số gì đây, xuống gì đây, xuống gì đây, Việt Nam quê tôi thật cánh to bay, bên ai đi sao mà không nhớ quê nhà, Việt Nam quê tôi với biết bao con người trải qua gian lao với tấm lòng người Việt Nam. Chị đánh em á. Không có đúng tông chị. Không có đúng tông chị. Diễm hả? Xuống đánh đền cho chị hát. Rẽ lên. Không được thì em đánh luôn cái thằng đó cho chị. Rồi đánh cho đàng hoàng, cho chị phải hát nha. Cái đòn giá nhiêu em ơi, báo trước. 35 triệu. 35 triệu, có tiền đền không? Không, anh ngồi đóng đít rồi nè. Anh á. Số gì đây? Lát tao đánh mày luôn á. Số gì? Đánh
số gì đây? Thôi. Má con này bánh ở tù đó. Sao? Hả? Đúng tâm chưa? Rồi. Tâm xe nha. Tâm là tâm phải không? Rồi. Số gì? Má mày ra lên. Lát tao đánh mày thì coi vô cái đường luôn á. Rồi đánh cho đàng hoàng, chị hát cái tông mà đồ ri mi fa sol la si đố. Ờ đúng rồi đó. Lát chị đánh. Uống nước chị khác. Bà nội này nước còn trong cái máy cũng khói. Uống cho hết bd hả? Khùng hả? Uống cái đó hết bd đó, đang vui bd vui mà. Ừ. Nãy. Uống không? Không muốn đâu, đưa cho Alex uống đi. Alex uống không? Alex hả? Alex vừa đại quay cho mình đúng không? Nói ai mới nói Alex chơi ô môi vợ. Cùng quá. Alex là nữ chuyển giới nam. Ôi hay quá ha. Thấy cái gì đó cái hóc môn vô nó đau quá trời luôn á. Ừ. Mà cái tóc thì không có hay sao á? Bị hỏi. Tối ngày đi quay người ta không à? À kỳ quá. Quay gì vậy? Số gì đây? Một lần nữa đi rồi tao quýnh mày bay tóc màu rồi đó. Số gì đây? Sao? Mẹ nói gì? Tới khúc của con hát mẹ hát rồi. Của con cái gì? Mẹ nhắc thôi. Ý bất quyền kim tiên hiếp. Ý vô quyền bất hiếp. Dạ mẹ con tao lại mày đánh đàng hoàng cho mẹ con tao hát đi. Thiệt luôn mẹ con tao lại mày. Con... Ý vô quyền bất hiếp nó lại chiến ngay con. Ý bất quyền kim tiên nó lại chiến ngay con. Đây không có công chúa cho màu an tú tâm. Đâu xanh đâu mấy đất đi. Sao mà kết thúc cho tâm tình. Đừng có một chút kết đi. Thì nghe bên tiếng em cũng mơ. Ta bao qua quần giá. Nén ta cầm qua ngày thăm mưa tung xa. Mà hẳn đánh đợi các bạn hẹn 40. Còn 40. Vừa mới kia qua đã có một chữ nhân may mắn đặt giải rồi nha quý vị ha. Rồi ai kinh hơn đem lên đợt số một lượt luôn à. Rồi hai người đúng không? Rồi về dòng đặc biệt em xin mời một vị khán giả lên mình dò số giùm cho em đi ạ. Để mình bảo đảm tính công bằng cho quý anh chị mình nha. Rồi xin mời chị Áo Hồng ha. Rồi xin mời chị Áo Hồng bên lên ạ. Và dòng tiếp theo dòng này 10.000 trở lại nha chị. Mong rằng quý chị đón nhận giùm em. Và vẫn còn một dòng đặc biệt nữa nha quý vị ha. Rồi nhanh đi chị. Trời mình giới thiệu mình ở đâu nè. Chị tên gì, chị ở đâu, chị giới thiệu em nha. Chị không chị. Chị phải làm cho người ta mới. Mình phải nói mình ở đâu mới được nha. Nói đi, chị nói đi. Chị nói đi. Chị nói đi chị. Chị tên gì, ở đâu. Chị tên gì, ở đâu nè. Mấy quận
My ở quận 4. Tinh My ở quận 4 đúng không? Rồi, chị My giờ dùm cho Sang nha. Rồi, ký hiệu 5449 và con số 10. Có 1. Số 9. 25. 40. Hợp lệ. Rồi, một chủ nhân thứ hai. Rồi, ký hiệu 5446. Hợp lệ luôn. Số 10. 1. Số 9. 2. 25. 3. 40. Rồi, cảm ơn chị nha. Mình bước giúp chúng em luôn. Và chúng em đã sổ nhanh mau lệ cho chị mình vào số liên tục không chờ lâu nha. Và vẫn còn một dòng đặc biệt cho nha quý vị. Rồi, mình chống lại nha. Rồi, mình số gì nè, thì Sang kiểm tra dùm cho mình luôn nha. Rồi, số lớn quá luôn. Đó, hàng năm 50 40 cho rất tiếc. Xin chúc mừng cùng bạn. Mình xin chúc mừng cho bạn này nha. Rồi, mình qua đây mình nhận quà nhỏ dùm cho mình luôn. Rồi, bây giờ nè. Mình ở đâu nè? Để mình đưa video Khải. Mình ở đâu tới nè? Mình tên gì? Mình thầy khẩu trang cho xíu được không ạ? Rồi, Phúc quận 7. Phúc quận 7 đúng không? Dễ thương ha, có giấy các bạn đúng không? Rồi bây giờ mình thấy hai thường xuyên không? Có. Tới thường xuyên đúng không? Tuần nào cũng thấy. Có bộ vé của Sang Sang. Rồi, quên nữa ha. Rồi chúc mừng bạn nha. Rồi Khải đưa quà cho anh với Khải. Rồi kiểm tra dùm cho mình luôn nha. Số vé dòng 10 ngàn đồng một vé, 10 ngàn thì mong rằng quý vị đón nhận giùm chúng em luôn nha quý vị.
chủ nhân đọc giải ha. Cô chú anh chị mình khoan sẽ bỏ trả vé để bên trên chúng mặc cho tất cả quý vị khán giả ở đây để mình dò số lại nha. Rồi ký hiệu vòng loại là 5452. Dạ hợp lệ nha quý vị nha. À, con số vừa kêu qua là con số 12. Dạ, có 1. 37. Có 2. 46. Có 3. Và con số sau cùng là con số 52. Dạ, có đủ rồi. Rồi, 4 con số hàng ngang hợp lệ nha quý vị ơi. Nếu như mà mình không tin tưởng thì đại diện gần người ở gần cũng như người ở xa lên kiểm tra lại giùm em. Còn nếu như mình đã tin tưởng rồi thì bây giờ em xin trao phần quà nha. Và vòng loại này rất là may mắn, chỉ có một chị gái đoạt giải thôi. Rồi, cho anh trai hai vé giùm em nha. Rồi, cho em cái phần thưởng nha. Rồi chị ơi, chị tiến lên đây xíu giùm em đi, không sao đâu. Bây đây không ăn thịt đâu. Mình cho quý vị khán giả đây biết ha. Mình tên gì, đến từ đâu ạ? Dạ em tên Vi, em đến từ Thủ Đức ạ. Chị Vi đến từ Thủ Đức, từ trên Thủ Đức lặn lội xuống đây để đến với Sài Gòn Tân Thời. Em không biết là mình đến đây là được bao nhiêu lần rồi? Dạ tuần nào em cũng tới ạ. Tuần nào cũng tới, tức là khán giả thân thiết của đoàn đến ủng hộ đoàn rất là nhiều. Và bây giờ xin là đại diện cho đoàn xin trao ra cho chị phần thưởng nha. Rồi mở ra kiểm tra giùm em nha. Vừa ra là dọc qua đây luôn. Rồi, cứng quá. Đừng rung, mở đại đi, không sao đâu. Rồi sắp lên, sắp ra. Rồi kiểm tra giùm em nha. Rồi ok, em cảm ơn chị nha. Nhớ ủng hộ vòng lại tiếp theo giùm em nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Số 53 và em vừa mới kia qua đã có một chủ nhân may mắn đoạt giải dòng lại kênh này nha quý vị nha.